Xin chào các bạn, ở video này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái mẫu D70F900 hàng mới về nhé. Đó, thì hôm nay mỗi video mình sẽ giới thiệu một mẫu kính hàng mới về với mình. Đó, đây vẫn là dòng Apollo nhé. Thì tại sao mình lại giới thiệu với các bạn chi tiết từng mẫu kính như vậy, chi tiết từng mẫu kính mới về như vậy, thì mình xin giải thích luôn. Đó là tất cả các kính mới về này thì cái chất lượng nó sẽ được cải thiện hơn so với các cái dòng cũ các bạn nhé. Thứ nhất là chất lượng cải thiện hơn, thứ hai là cái phần màu sắc cũng như cái phần bề ngoài của nó cũng có một chút gọi là mới, được nâng cấp lên đó. Đó, đây đây vẫn là tất cả phụ kiện đây, thì mình chỉ cần xem qua cái thân kính thôi, còn cái phần lắp đặt thì mình đã lắp đặt một con EQ rồi đấy, mình có để link ở bên dưới các bạn có thể xem nhé. Đây các bạn có thể thấy đó, mẫu mới về của mình, tất cả mình nói lại tất cả là đều màu đen nhé, màu đen bóng đó. Các bạn có thể thấy màu này rất là đẹp. Đó, các bạn có thể thấy đen bóng, logo in chìm đó. À quên, là mình xem cái phần con này Finder nó có như cái con D60 kia EQ kia không, thì Finder này Finder mới nên nó rất là to. Ô, con này lại là Finder bình thường các bạn đó. Chắc là chỉ có mẫu D60F900EQ kia mới có cái loại Finder 6x30 thôi, còn hầu hết vẫn là 5x24 các bạn nhé. Đó, vẫn là 5x24 chỉ mét ở đây. Đó, đó. Phụ kiện thì mình cũng chỉ nói qua thôi nhé. Đó, nó vẫn như vậy đó. Từ Finder chỉ mét, Finder thanh kính chỉ, đây nó vẫn như cái chân EQ đây. Đây các bạn để thấy đây, nó vẫn giống y như này nhá. Đấy, nó chỉ khác nhau về cái thân ống này đó, D60 và D70 nhá. Đó, bạn thấy thân ống đợt này về bên mình rất là ưng đó, nhà sản xuất đã khắc phục rất là nhiều, rất là một số cái và bên mình đã phản ánh lại, đặc biệt cái phần quang học đó, khoa học cải thiện rất là nhiều các bạn nhé. D70 này các bạn có thể nhìn thấy hành tinh sao thổ sao mộc đó, còn trời đẹp thì các bạn có thể nhìn bắt một số thiên hà Andromeda thoải mái. Đây còn các bạn muốn biết nó nhìn rõ nào thì các bạn hãy mua về dùng nhá. Ở đây đảm bảo các bạn là cái này quan sát được hành tinh sao mộc và sao thổ đó, còn mặt trăng thì thôi không phải bán nữa, rất là chi tiết rồi đó. Kính này thì phù hợp với tất cả các bạn nhé, đấy, từ các bạn nghiệp dư đó, để các bạn nào mà yêu thích đam mê thiên văn mà sẵn lần đầu cũng dùng được nhé. Đó, rất là đẹp cái thân kính và cái này đó, kết cấu của bộ chóa này thì rất là tiện. Cái này thì giúp mình có thể ngày mai chẳng hạn mình độ lên D80 thì có khả năng là vẫn úp được đó, thì chân của con D70 này rất là có thể tái sử dụng đó, nếu mà các bạn muốn độ kính đó, nên cái chóa để bắt vào trong này các bạn nhé. Rồi, video của mình hiện đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn.